Dạ, đây là mail em đã gửi sếp Khôi. Thì được sếp Khôi phản hồi và đồng ý. Em xin cam kết, những lời em nói hoàn toàn là sự thật. Em không hề vu khống sếp Khôi. Chính sếp Khôi là người đã chỉ thị cho em làm. Vì sếp nói dự án chung cư Khang Gia rất ổn, nên cứ rút bớt 20% thì cũng không bị phát hiện. Còn số chi phí dư ra thì dùng để đẩy mạnh marketing, để mở bán nhanh nhất. Mục đích của sếp Khôi làm gây thành tích với công ty, chứ không hề có ý định bỏ túi riêng. Mày nói sao? Mày đang vu khống cho tao. Tao không hề biết email này, cũng không trả lời bất kỳ cái email nào hết. Bà, con đang bị quán bà hả? Chứng cứ rõ ràng như vậy á, em còn chối cãi được sao? Cậu Khôi, cậu đúng là nông nổi, ảnh hưởng không những Khán Gia mà cả Trang Thiên luôn. Tôi nói là tôi đang bị quan. Tôi không biết cái email nào hết. Tôi cũng không trả lời bất kỳ cái email nào. Nè, là do anh, anh đang cố tình hãm hại chơi xấu tôi đúng không? Khôi à, em có chứng cứ thì hãy nói nha. Đừng vì chối tội mà vu khống người khác, ảnh hưởng uy tín của anh. Ba, ba là người quyết định cuối cùng. Con nghĩ ngay bây giờ, ba cần có câu trả lời với truyền thông và hội đồng quản trị đi. Nếu không, nhân cơ hội này đối thủ dìm hàng chúng ta, hạ bệ chúng ta, ảnh hưởng tới những dự án sắp bán của mình. Tôi sẽ ký quyết định sa thải Trang Thiên Khôi và anh Phan Tùng Quân. Ba,